mình trả cái video đó thì mình nói mình chưa. Trở lại cùng với lại quý khán giả trên Facebook và trong chương trình Trọng Thắng Show cùng với lại bác sĩ Vương Linh Chi trong ngày hôm nay. Ai có những câu hỏi thắc mắc gì về liên quan đến bệnh mắt thì gọi nha. Tha hồ là từ vì có bác sĩ ở đây, một bác sĩ rất nổi tiếng tại quận Cam thưa quý vị. Và mọi câu hỏi, mọi thắc mắc mà quý vị muốn làm hẹn đến để bác sĩ xem mắt thì quý vị gọi cho số 714-530-2006 530-2006 để quý vị có thể làm hẹn, để bác sĩ có thể tư vấn. Trở lại cùng với lại chương trình thì hồi nãy đó là Trọng Thắng lại có một người cũng ở bên Texas gọi vô hỏi nữa nè. Thì bây giờ để Trọng Thắng gọi lại là từ vì hồi nãy gọi vô. Hello, bây giờ cho anh Trọng Thắng gọi lại đây. Dạ, dạ. Em có câu hỏi gì? Dạ, cho em hỏi. Con em nó 7 tuổi thì bé nó thường là hay chơi iPad. Nhưng mà con mắt nó thì hay chớp chớp, em cũng lo, em cho nó đi bác sĩ gia đình khám rồi. Mà bác sĩ gia đình nói là nó ok, nó không có vấn đề gì hết. Mà em có thể cho nó uống thuốc bổ hay là uống thuốc bổ hay là thuốc nào mà cứ cho cái lứa tuổi của nó, bác sĩ có thể 7 tuổi phải không em? Okay. Dạ 7 tuổi. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Ok. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn chị gọi vào. Thì mình định hỏi chị là cháu phần nhiều đó chơi iPad bao lâu? Cái duration của cái thời gian mà cháu chơi iPad nó rất là quan trọng. Phần nhiều á, mình nghĩ là cháu 7 tuổi chơi cũng cỡ 7-8 phút thôi, chứ đừng có chơi nhiều quá. Mình theo cái tuổi của cháu á, là mình chơi giống như cháu 10 tuổi thì cho cháu 10 phút thôi. Thì bác sĩ hỏi là cháu chơi iPad một ngày bao lâu, mỗi lần chơi như vậy là bao lâu? Khoảng chừng 2 tiếng. Chứ nó chơi Chủ nhật thì nó chơi suốt ngày. Chủ nhật chơi suốt ngày. Cái đó là phần nhiều mình nói là asking for trouble. Không phải là bây giờ chị thấy cháu chớp mắt là tại vì lúc mà cháu mà đang chơi đó thì cái mắt của cháu nó rất là chăm chú, nó rất là mệt, nó rất là under stress, nó đừ lắm. Thì lúc đó cháu không handle nổi thì cháu phải chớp mắt để cho giống như cháu release cái tension đó, giống như thả lỏng cái căng thẳng đó. Thì cháu chớp mắt càng nhiều đó thì là mình biết là cháu không có handle được rồi. Thì giống như mình nói là mình đang khiêng cái gì nặng đi, giống như mình đang lift weight, mình lift lên thì mình cầm được. Nhưng mà lúc mà mình không có handle được, nó nặng quá lâu quá, mình bắt đầu giật vậy nè. Đúng rồi, cái tay mình rung. Thì cái mắt mình nó cũng vậy. So là cháu rất là trẻ, cháu không có handle được dòm gần nhiều quá. Tại by nature là ông trời sinh ra là để mình dòm xa, chứ mình không, hồi đó giờ không có sách, không có cái iPad, mình chỉ có đi ra ngoài bắt cái vật ăn thôi. So cháu phải dòm xa, so mình khuyến khích cháu nên ra ngoài tập thể dục, chơi banh này nọ. Cái iPad đó là nên phần nhiều là mình nói thẳng rồi, ok, là get rid of it, mình nói thẳng luôn. Tại vì nó rất là hại cho cháu, là phòng mạch mình gặp tới mấy ngàn cháu là cận thị, là bắt đầu train từ 1-2 tuổi. Lúc mình đưa cái quà iPad, mấy cháu chưa biết đứng là cái tay bắt đầu quay chà cái iPad, biết kiếm hình, biết chơi nhạc. So cái đó nó rất là nguy hiểm. So cháu càng chớp mắt là cháu càng under stress, chứ là rất là đừ, là mắt cháu bị khô nữa. Cháu chớp để cho cái cơ thể nó đưa thêm nước, so nó không có bình thường. Nếu mà mắt cháu vậy nít nhỏ nó rất là tốt, so nó không có phải là phải sắp phần vậy. So nếu mà chơi đó, mình nói là nghỉ 7 phút thôi, nếu mà cháu 7 tuổi thì cháu nghỉ ngơi cũng cỡ 15-20 giây dòm xa theo dõi. Nhưng mà phần nhiều đừng có nên chơi iPad nhiều quá. So lý do đó thì mình nghĩ cái iPad nó rất là hại cháu. So mình get rid of it, just giấu và bỏ luôn đi. Thì không nên, lâu lâu cháu chơi chút xíu là for as a reward, tặng cho cháu cái being good behavior, là giỏi ngoan thôi. Mà nếu mà mình không có đổi cái đường đi mình đang đi bây giờ đó, mình nói thẳng luôn là sau này cháu sẽ bị cận thị. Mà mình train cái mắt cận thị đó thì nó lên càng nhanh, tại nó start càng early, nó sớm quá thì mai mốt cháu bị cận thị cháu không thấy gì hết. Nếu mà có trở ngại gì, nhà mình bị cháy, bị động đất á, thì cháu không có thấy đường mà đi ra để cứu cháu. Chứ mà đâu phải mình nói bây giờ mắt con mình hư, mình đưa mắt của mình. So cháu phải biết giữ cái mắt của cháu là bài exercise, đi ra ngoài tập thể dục. So mình hy vọng mình nói vậy thì chị đổi đường dùm để cho bảo vệ cặp mắt của cháu sau này. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em rất là nhiều. Nhưng mà anh Thắng có hỏi giùm em là cháu có thể uống thuốc bổ mắt hay gì? Bổ đó mình rất là khuyên mấy cháu ăn cái gì as natural as possible, thì trái cây cải với cá. Cá đó thì nhiều khi mấy cháu không thích ăn thì mình có thể mình mua mấy cái supplement, mấy cái hãng nào mà nó wearable, là giống như là nó làm nhiều research, mấy cái đó nó tốt, nó sạch. Rồi
còn trái cây cải thì nhiều cháu cũng không thích ăn. Và nguy cơ can do thì mình có thể mình bỏ vô canh, mình nấu canh cải, hay là không thôi mình làm smoothie, mấy cháu rất là thích. So I think mình whatever mình đề nghị chị là mình ở nhà mình cũng có làm qua cho mấy cháu thì mình thấy nó work. Nhưng mình cũng phải rất là siêng. Phần nhiều mình cũng không thích là mấy cháu đi mấy hamburger, đi ăn fast food, là tại vì nó build up mấy cái đó. Thì mình nãy mình cũng nói sơ sơ về tiểu đường đó, thì mình build từ nhỏ. Thì ở đây mấy cháu rất là nhỏ, 11 tuổi là bị cholesterol cao, bị tiểu đường nữa, bị overweight. Thì đó nó kéo cái trái tim cháu rất là mệt, cũng không nói là về mắt không mà tim cũng rất là yếu, có nhiều cháu bệnh nặng lắm. So bởi vì mình bây giờ đổi cái habit, luckily cháu rất là trẻ, so cũng còn đổi được. Okay. Vậy nhé, cho ăn thật nhiều những món ăn về cá và cải. Nếu mà cải mà nấu canh mà không chịu ăn thì làm smoothie xay lên nhé, rồi cho gì ngọt ngọt như là uống. Rồi cảm ơn em rất là nhiều, bye bye em. Cảm ơn chị. Vâng, thưa quý vị, là đó là những cái câu hỏi trong ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ còn một ít phút nữa thôi, thì một lần nữa Trọng Thắng xin mời quý vị có thể gọi trực tiếp đến văn phòng của bác sĩ để lấy hẹn qua số điện thoại là 714-530-2006. Bây giờ thêm một người nữa hỏi nữa. Hello. Hello. Bác sĩ ơi, em bây giờ đã là 22 tuổi rồi. Thì mắt của em bây giờ hiện đang là 7.5 đó, thì mình có dùng cái biện pháp là để cái lens mà ngủ buổi tối được hay không ạ? Dạ, cảm ơn em gọi vào. Thì 7.5 đó, thì đối với theo cái cặp mắt của một người cận thị đó, thì nó cũng rất là cao rồi. Nhưng mà lâu lâu có nhiều cháu có cái khuôn mắt đó, nó rất là hơn, nó lucky là nó hạp cái độ đó, thì mình có thể mình đẩy được cái độ của cháu qua cái phương pháp mình niềng mắt là ortho-K đeo buổi tối. So phần nhiều đó mình phải biết cái khuôn, cái size, thì cháu cũng còn trẻ, đeo giống như cái tuổi của em còn trẻ 22 tuổi đó, thì nó thành công cũng cao, tại cái mắt nó còn soft, còn non, dễ lo. So phần nhiều đó thì mình nghĩ là mình sẽ làm một cái tham khảo để mình coi hạp không. Nếu mà không có hạp mình cũng có thể cái phương pháp khác thôi. Mình có nhiều cách mình giúp, để cái quan trọng nhất number one là cái purpose của mình đó là mình muốn cái độ đó không có lên nhanh như bây giờ. Nếu mà mình không lo đó nó lên tiếp nữa thì nó sẽ có nhiều trở ngại. So number one goal là mình phải control cái độ, giữ cái độ đừng có lên nhanh. Đúng rồi, như vậy thì làm hẹn nha. Em cảm ơn. Cảm ơn em. Như vậy thì cứ làm hẹn cùng với lại văn phòng của bác sĩ, và một lần nữa cái số điện thoại để quý vị có thể làm hẹn đó là 714-530-2006, 530-2006. Quý vị làm hẹn là văn phòng của bác sĩ thì rất là dễ tìm kiếm. Ai mà thích đi Costco là sẽ thấy ngay đằng sau Costco, rất là thuận tiện, nằm trên đường Century trong khu vực của thành phố Garden Grove. Và cái phương pháp mà Auto-K là một trong những cái phương pháp rất nổi tiếng mà ở tại văn phòng của bác sĩ. Ngoài ra đó còn có nhiều những cái chủ đề khác nữa lắm. Chắc thưa bác sĩ là tuần sau chắc bác sĩ trở lại để nói cho quý khán giả được biết về cái vấn đề mà mình tập cái con mắt mình như thế nào, những cái bài tập thể dục, phải không thưa bác sĩ? Dạ vâng, cái eye to brain là một cái cách tập mắt, vision therapy, nó rất là powerful, là để cho cháu nhớ dễ, học đỡ mệt. Với lại một cách nữa là biết học thì cái cận thị nó không có lên nhanh. So cái đó là còn lâu hơn Ortho-K, nó hơn 100 năm in cái nghề của mình. Wow. Đó là tất cả những cái câu hỏi mà tất cả quý khán giả đã gọi vào trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa, nếu mà quý vị nào cư ngụ trong cái khu vực Quận Cam thì xin mời quý vị cứ gọi để làm hẹn đến văn phòng bác sĩ 714-530-2006, 530-2006. Văn phòng của bác sĩ nằm trên đường Century, mà nãy giờ thì quý vị cũng có thể thấy được ở trên màn ảnh nhỏ đó, số địa chỉ của văn phòng đó là 13143 trên đường Century Boulevard trong khu vực của thành phố Garden Grove. Và mời quý khán giả đón theo dõi trở lại cùng với lại chương trình Nói Chuyện Về Mắt cùng với lại bác sĩ Vương Linh Chi hàng tuần vào ngày thứ hai 4 giờ cho đến 5 giờ. Thì chúng tôi, quý vị nào mà có những cái câu hỏi thắc mắc về vấn đề mắt thì xin mời quý vị cứ để dành thứ hai gọi vào, thì bác sĩ Vương Linh Chi sẽ trả lời quý vị trực tiếp trên Facebook qua chương trình Trọng Thắng Show. Nếu quý vị làm hẹn nhớ nói là coi từ chương trình Trọng Thắng Show. Trọng Thắng xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Cảm ơn anh Trọng Thắng và quý khán giả hồi nãy gọi vào để mình trả lời. Mình cũng rất là vui là có nhiều người lo lắng cho mấy cháu. Cảm ơn nhiều.
cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin phép là mời quý khán giả theo dõi một ít những cái chương trình khác trước khi mà chương trình Trọng Thắng Show chấm dứt trong ngày hôm nay, và hẹn gặp lại với quý khán giả với bác sĩ Vương Linh Chi vào thứ hai tuần tới, mỗi một tuần vào ngày thứ hai. Nhớ đón theo dõi, trả lời tất cả những câu hỏi liên quan về mắt. Xin cảm ơn.